Tôi để đây chứ cũng có mất mát gì mà thôi, mọi người đừng có đồng phạm gì trong gia đình tôi, đừng có nói gì cho chị tôi mất rồi, để cho chị tôi yên. Cảm động quá. Bởi vậy mẹ nói với con rồi, nếu mà con ở với mẹ tốt như vậy á, mai mốt con có vợ, vợ con sẽ tốt lại với con, hiểu không? Nặng nhẹ thôi con à, mẹ già rồi con. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estin For hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Chiều 11 tháng 10, quản lý ca sĩ Phi Nhung chính thức lên tiếng về lùm xùm cát xê với Hồ Văn Cường. Ngay sau đó, Hồ Văn Cường cũng có động thái đầu tiên trên trang cá nhân sau nhiều ngày im ắng. Cụ thể, con nuôi ca sĩ Phi Nhung gửi lời xin lỗi đến khán giả và cộng đồng mạng vì đã im lặng trong suốt thời gian qua. Giọng ca gốc Tiền Giang bày tỏ: "Dạ con xin chào quý khán giả, cô chú, anh chị và các bạn. Phải đến tận hôm nay con mới sắp xếp được thời gian để xin được nói một vài lời về việc giữa con và mẹ Nhung mà dạo gần đây mọi người luôn nhắc đến. Thật sự bản thân con chưa bao giờ muốn vì mấy chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm hai mẹ con cả. Hôm nay, con chính thức lên tiếng về vấn đề của con trong thời gian qua. Trước tiên, con xin chân thành gửi lời xin lỗi đến các cô chú anh chị vì đã giữ im lặng trong một thời gian dài. Nhưng con có nỗi niềm riêng khó nói mà chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được. Thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện không vui xảy đến một cách dồn dập. Con cảm thấy rất áp lực nên con lựa chọn cách im lặng vì nếu nói lên, con không biết phải nói thế nào cho phải. Con rất mong cô chú anh chị hãy hiểu và thông cảm. Con xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị thời gian qua đã quan tâm đến câu chuyện và cuộc sống của con. Những chuyện không hay xảy đến khiến cuộc sống của con xáo trộn rất nhiều. Có người thương, người ghét, nhưng con cũng đủ lớn để hiểu là một người của công chúng sẽ phải biết chấp nhận. Con sẽ luôn trân trọng tình thương mọi người dành cho con và con hứa sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa." Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường cũng nhắn nhủ bà Nguyễn Phương Hằng rằng bản thân rất ghi nhận thiện chí của nữ CEO Đại Nam. Quán quân Việt Nam Idol Kids khẳng định không liên quan đến Nhâm Hoàng Khang. "Con cũng có đôi lời xin gửi đến cô Phương Hằng. Con xin ghi nhận và cảm ơn thiện chí của cô đã lên tiếng về vấn đề của con và quan tâm con. Hôm nay con xin được đính chính con không nhờ ai. Con cũng không liên hệ anh Nhâm Hoàng Khang và chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy. Con mong mọi người không hiểu sai rằng con tìm nhờ anh Nhâm Hoàng Khang như lời anh ấy nói với cô Phương Hằng." Ngoài ra, Hồ Văn Cường thông báo sẽ dừng hợp tác với công ty của ca sĩ Phi Nhung để tập trung vào chuyện học hành. Giọng ca bà Năm nói thêm: "Và con cũng xin thông báo phía bên công ty cũng đã giải quyết cho gia đình con. Ngày hôm nay con đã nhận được tiền cát xê 5 năm qua, nên con mong mọi lùm xùm sẽ chấm dứt ở đây. Mẹ Nhung đã đi, con dẫu sao vẫn mang ơn mẹ rất nhiều và con chưa từng phủ nhận công ơn mẹ bao năm qua đã nâng đỡ. Việc mẹ ra đi là điều con không bao giờ nghĩ tới. Con cũng có những điều gian dở chưa kịp nói với mẹ. Con không có thói quen thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội, nhưng con tin mẹ ở nơi xa sẽ hiểu được lòng con. Mọi chuyện đã được giải quyết, con mong mọi người sẽ thôi nhắc về vấn đề này, để những chuyện buồn sẽ qua đi và mong mẹ có thể an nghỉ nơi xa. Bản thân con cũng không muốn nhớ về những chuyện không vui đó nữa. Thời gian sắp tới con sẽ tập trung vào việc học và con sẽ học hỏi và trau dồi nhiều hơn đam mê của con. Và điều con mong muốn ở bản thân con là sẽ phải tự lập và cố gắng nhiều hơn nên việc hợp tác giữa con và công ty của mẹ sẽ dừng lại. Hiện Facebook cá nhân, fanpage và YouTube của con đều thuộc quyền sở hữu của công ty, nên con xin được gửi trả lại. Con sẽ thông báo mọi người khi con có Facebook và fanpage mới. Hy vọng mọi người sẽ luôn yêu thương và ủng hộ con. Con xin cảm ơn mọi người." Như vậy, sau khi nhận đủ số tiền thưởng từ cuộc thi thần tượng âm nhạc nhí cùng với 500 triệu ca sĩ Phi Nhung tặng riêng, Hồ Văn Cường sẽ ngưng hợp tác với phía công ty của giọng ca Bông Điên Điển. Tối 11 tháng 10, ngay sau khi ồn ào về cát xê của Hồ Văn Cường tiếp tục bùng nổ, netizen đã chia sẻ mạnh mẽ về một danh sách được cho là 310 sự kiện mà quán quân Việt Nam Idol Kids đã tham dự suốt 5 năm qua kể từ khi đăng quang. Sự kiện đầu tiên mà Hồ Văn Cường nhận trình diễn theo như danh sách là sân khấu song ca cùng nữ ca sĩ Văn Mai Hương tại chương trình Thần Tượng Âm Nhạc vào ngày 26 tháng 7 năm 2016. Đêm diễn gần đây nhất của Hồ Văn Cường là vào ngày 5 tháng 2 năm 2021 tại Coffee Vườn An Nhiên, quận 12. Đây cũng là quán cà phê của nữ ca sĩ Phi Nhung đầu tư lúc sinh thời. Đáng chú ý, ở show diễn ngày 23 tháng 12 năm 2020, theo như danh sách cũng tại Coffee Vườn An Nhiên, phần ghi chú cho biết đây là show diễn trong tuần lễ Hồ Văn Cường phải thi. Khi hát xong hôm sau dạy không nổi, nên bỏ lỡ bài thi trên trường và phải xin thi bù. Show diễn ngày 26 tháng 12 năm 2020 cũng nằm trong tuần lễ Hồ Văn Cường thi học kỳ 1 lớp 12. Thông tin này làm dấy lên không ít ý kiến bức xúc từ netizen, cho rằng có sự bóc lột ở đây. Liên lạc với phía ekip cố ca sĩ Phi Nhung để hiểu rõ thực hư về danh sách này, đại diện của cố nghệ sĩ cho biết: "Chúng tôi không đưa ra bình luận gì thêm.
Sau đây, mọi phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi. Câu trả lời này cho thấy quan điểm rất nhất quán từ phía ekip của nghệ sĩ Phi Nhung sau khi thông báo và gửi thông cáo đến truyền thông về việc đã trả đầy đủ tiền cho Hồ Văn Cương. Phía ekip khẳng định, gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của Cương. Mọi thứ giải quyết êm thấm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình Hồ Văn Cương, cũng như cá nhân của Cương. Sau đây, mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi. Vào chiều cùng ngày, phía quản lý của Phi Nhung đã chính thức công khai trao toàn bộ số tiền có liên quan và giải quyết mọi ồn ào về cát xê của Hồ Văn Cương. Đồng thời, phía có ca sĩ cũng tung ra hàng loạt giấy tờ để chứng tỏ không ăn chặn tiền đi diễn của Hồ Văn Cường trong 5 năm qua. Cho đến buổi tối cùng ngày, cộng đồng mạng đồng loạt truyền tay nhau đoạn clip Hồ Văn Cường từng nói không với việc rời xa Phi Nhung khi tròn 18 tuổi. Cụ thể, trong một cuộc trò chuyện khi quán quân chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Nhí 16 tuổi, khi nhận được câu đùa vui từ MC Việt Thảo với cô ca sĩ Phi Nhung, khi nào đủ 18 tuổi mình tống cổ nó ra khỏi nhà phải không? Ngay sau đó, chưa kịp đợi Phi Nhung trả lời, Hồ Văn Cường đã lập tức lắc đầu lia lịa rồi tuyên bố một tiếng không, rất to và rõ ràng. Dù đã từng có tuyên bố chắc nịch cách đây 2 năm, thế nhưng trải qua hàng loạt vụ lùm xùm gây xôn xao cõi mạng, Hồ Văn Cường đã quyết định sẽ ngưng hợp tác với công ty của mẹ nuôi và tự phát triển. Bên cạnh đó, gia đình Hồ Văn Cường cũng đã quyết định ra ở riêng. Nói về việc này, ekip của cố ca sĩ Phi Nhung cho biết, gia đình Hồ Văn Cường cũng đã thống nhất sẽ ra riêng như nguyện vọng của em ấy. Gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của Cường. Sự việc liên quan đến cát xê của Hồ Văn Cường diễn ra khiến cả cõi mạng xôn xao. Khán giả đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Người bên vực, người tỏ ý không hài lòng vì trước đó, Hồ Văn Cường đã im lặng, không lên tiếng để bảo vệ mẹ nuôi. Nếu như Mỹ Lệ, Trang Trần công khai chỉ trích Hồ Văn Cường sau ồn ào, thì một số nghệ sĩ khác như Tóc Tiên, Nguyên Vũ, Lê Giang lại có quan điểm khác. Trong số các nghệ sĩ, Tóc Tiên đã đứng lên bảo vệ cho Hồ Văn Cường. Cụ thể, một thành viên ban tổ chức chương trình Việt Nam Idol Kids đăng bài viết nhận xét về Hồ Văn Cường là cậu bé ngoan, hiểu chuyện, có những chuyện bất công nhưng giọng ca trẻ cũng không muốn khơi dậy. Chủ nhân bài viết còn cho biết, những người ngoài thì không biết được sự thật bên trong và có quá nhiều uẩn khuất chưa được làm sáng tỏ. Dưới phần bình luận, Tóc Tiên bày tỏ quan điểm đồng ý với bài viết này và thắc mắc, em chỉ không hiểu sao người lớn hùa nhau ăn hiếp thằng bé. Sau bình luận, Tóc Tiên nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Để tránh gây cãi thêm, nữ ca sĩ quyết định khóa trang Facebook cá nhân ngay sau đó. Về phía Nguyên Vũ, bạn thân của cố ca sĩ Phi Nhung, anh lên tiếng mong khán giả không nặng lời với Hồ Văn Cường vì cậu vừa trải qua nỗi đau mất đi mẹ nuôi. Đồng thời, Nguyên Vũ cũng mong sự việc có thể khép lại để người bạn quá cố của anh có thể yên tâm nhắm mắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ trên kênh ống kính Hậu Trương. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chung bây giờ mà chị mà có lấy chồng á, trước mắt đây là cũng nó cũng không thích rồi. Không. Không cản nữa. Có mấy lần trước cản, bây giờ không cản nữa. Trước chưa cũng nít. Cứ không cho bây giờ. Không, tự nhiên, để tự nhiên. À, bây giờ nó học kiểu mình ở trường quốc tế rồi nó bây giờ tự nhiên. Không, nói chung là chị nghĩ là con chị nó không mình trời không có thể cho mình đầy đủ được.